Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đau lòng, cha sát hại con rồi quyên sinh. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoài Tâm, 33 tuổi, hộ khẩu tại tổ 12, ấp Thạnh An, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên và 3 đứa con của anh Tâm. Theo ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên, thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn không ai khác mà chính là anh Tâm. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Biên cho biết, bên trong hiện trường vụ cháy có một chiếc xe đạp, một xe máy, căn nhà bị cháy phần trên. Cả gia đình anh Tâm đến thuê căn nhà này gần 2 tháng nay để đi làm thuê. Nhận định ban đầu, trong đêm lúc 3 đứa con đang ngủ say, anh Tâm khóa trái cửa, đổ xăng rồi châm lửa khiến chính anh Tâm và 3 đứa con ra đi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cùng Bộ phận Pháp y Công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi hài nạn nhân. Đến tối cùng ngày, thì hai bốn nạn nhân đã được đưa về gia đình anh Tâm tại xã Thành Tây để tổ chức hậu sự và an táng. Nhìn cảnh tượng bốn chiếc quan tài đặt song song gần nhau trong nhà, có lẽ không ai cầm được nước mắt. Kể lại sự việc, bà Nguyễn Thị Sinh sống gần nhà nạn nhân chia sẻ, khoảng 21 giờ 30 phút, bà đang ra ngoài vườn thì phát hiện nhà anh Tâm bốc cháy dữ dội. Các cửa kính bị nổ vỡ do sức nóng của lửa nên bà vội vàng chi hô để mọi người đến chữa cháy. Lúc đó lửa cháy rất dữ dội, theo phản xạ tôi cất tiếng gọi thằng Tâm nhưng không có tiếng trả lời. Nhìn qua nhìn lại tôi cũng không thấy ba đứa con anh Tâm đâu, bởi thường ngày tối nào chúng cũng hay qua nhà tôi xem tivi. Thực sự lúc ấy tôi cứ tưởng cả nhà nó đi vắng, chứ không nghĩ chúng lại đang ở trong nhà. Điều lạ là dù đám cháy khiến các cửa kính vỡ ra nhưng chẳng ai nghe được tiếng kêu cứu nào phát ra từ trong nhà, bà Sinh bàng hoàng kể lại. Sau khi một vài người dân ở gần nghe tiếng chi hô, biết chuyện đã chạy đi lấy xô chậu, hứng nước, dập lửa. Tiếp đó lực lượng công an cũng có mặt, dùng bình chữa cháy xịt vào đám cháy. Tuy vậy phải sau gần 30 phút, vụ hỏa hoạn mới bị dập tắt. Hình ảnh bốn cha con đen thui, nằm co ro trong nhà, khiến những người có mặt hôm đó không khỏi ám ảnh. Theo quan sát ban đầu của nhân chứng và cơ quan chức năng, thì căn nhà này rộng khoảng 30m², có một cửa chính bằng kim loại phía trước và cửa hậu khá nhỏ ở phía sau. Hầu hết vật dụng đều bị cháy rụi. Anh Tâm nằm ngay cửa, còn ba đứa con vẫn nằm trên tấm nệm ngủ trong phòng. Tại hiện trường, ngoài mùi khét của đồ vật bị cháy, mọi người còn ngửi thấy mùi hôi của xăng. Nhiều khả năng vụ cháy này là do xăng gây nên. Giả thuyết này có vẻ thuyết phục, bởi theo một người dân cho biết, thì trước đó họ có thấy anh Tâm đã đem về nhà một can xăng khoảng 10 lít nhưng không biết để làm gì. Tôi biết cháu Quý vừa lên lớp 6 thì phải nghỉ học vì cha mẹ không có tiền. Ở nhà chăm sóc hai em đang học lớp 3 và lớp 1. Nói đi nói lại thì ba đứa con nít đang tuổi ăn tuổi học có liên quan gì đến người lớn đâu mà chúng phải ra đi thảm như vậy. Bà Sinh lắc đầu chua xót. Trong cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ việc do Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tổ chức, ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên thông tin, anh Tâm và vợ là chị Phạm Thị Hiền Chiết, 31 tuổi, cùng hộ khẩu với chồng có tất cả 3 người con. Hàng ngày vợ chồng anh Tâm đi nhổ khoai mì thuê hoặc ai mướn gì làm nấy. Công việc có khi bắt đầu từ 1 giờ khuya đến sáng. Thời gian đầu cuộc sống của họ khá êm ấm, nhưng sau đó hai vợ chồng thường xảy ra cự cãi, mâu thuẫn vì nghèo khó, thiếu thốn. Đến năm 2015, do sống chung không hạnh phúc nên chị Chiết thuê nhà ở riêng là căn nhà xảy ra vụ cháy để chờ thủ tục ly hôn. Trong thời gian này, anh Tâm dẫn 3 người con đến ở với chị Chiết. Nhưng sau đó chị Chiết tiếp tục bỏ đi
cho đến khi xảy ra vụ việc. Theo những người hàng xóm thì trước khi vụ việc xảy ra, anh Tâm và vợ đã cãi nhau và chị Chiết đùng đùng bỏ đi. Người nhà chị Chiết cũng cho biết thời gian trước, khi thấy hoàn cảnh gia đình ngày càng nghèo khó, chị Chiết đã xin chồng cho lên thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân, kiếm tiền hàng tháng gửi về nuôi con. Nhưng anh Tâm cho rằng vợ lên thành phố xa xôi, có thể sa ngã nên kiên quyết không đồng ý. Do vậy mỗi lần trong nhà cứ túng thiếu thì hai vợ chồng lại xảy ra cự cãi. Người vợ rơi vào trạng thái hoảng loạn, mê man. Điều đáng chú ý nhất là trước khi gây ra vụ việc, anh Tâm đã để lại hai bức tâm thư, một gửi cho bố mẹ đẻ với nội dung đại ý, con bất hiếu xin bố mẹ lượng thứ, và một bức tâm thư gửi cho vợ nhưng đưa cho nhà vợ nhờ chuyển. Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, em gái anh Tâm cho biết, sáng 14 tháng 9, công an có xem bức thư của anh Tâm nhờ gửi cho vợ. Trong đó anh Tâm viết, anh không nuôi con nổi nữa nên sẽ đưa chúng đến một nơi tốt hơn. Em cứ tìm một cuộc sống sung sướng hơn đi. Nói về cuộc sống gia đình anh trai mình, chị Lan cho biết, từ khi vợ chồng anh Tâm cưới nhau, cuộc sống vốn đã khó khăn vì hàng ngày phải đi làm mướn kiếm sống. Và khi ba đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, anh Tâm vẫn cố gắng làm lụng để vợ con không quá đói khổ. Nhưng ngược lại, người vợ luôn căn nhằn, than thở rằng mình khổ sở, bất hạnh vì lấy phải chồng nghèo. Chính điều này khiến anh Tâm dù rất yêu thương vợ con, nhưng luôn sống trong tâm trạng kìm nén, khổ sở, dằn vặt, rồi dẫn đến lời qua tiếng lại, cãi vã với vợ thường xuyên. Tuy nhiên, dù là lý do gì đi nữa, sự việc cũng đã xảy ra rồi và điều khiến gia đình hai bên xót xa, đau đớn trước sự ra đi thương tâm của bốn cha con anh Tâm. Kể từ khi nhận được hung tin, bà Trần Thị Hát gần như suy sụp, tinh thần nặng nề. Bà không ngừng khóc lóc, đau xót trước thảm cảnh của gia đình mình. Nhưng có lẽ lúc này, người đau đớn và khổ sở nhất không ai khác chính là chị Chiết. Theo người thân chị Chiết cho biết, sau khi trở về, chị đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần, ngất xỉu liên tục trước nỗi đau quá lớn. Ngoài những lúc mê man, mỗi khi tỉnh giấc, chị Chiết lại gào khóc gọi tên chồng và các con. Mẹ chị Chiết đầy khổ tâm, bộc bạch. Sau khi vụ việc xảy ra tới nay, con gái tôi đã phải chịu nhiều lời bàn tán không hay từ những người ác ý. Quả thực thì con gái tôi cũng có nỗi khổ tâm của nó, nhưng có lẽ không ít ai hiểu được mọi chuyện mà thông cảm cho nó. Bản thân gia đình tôi cũng đau đớn, khổ sở trước sự ra đi đột ngột của con rể và ba đứa cháu lắm chứ. Khi người thân hai bên gia đình đã làm lễ đưa bốn cha con anh Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều người chứng kiến đã rơi nước mắt, cảm thương khi thấy chị Chiết khóc ngất và liên tục gọi tên chồng con mình trong lúc đưa tang. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.